cài cắm mã độc tại Việt Nam quá dễ. Tại hội thảo về an toàn an ninh mạng trong thế giới số vừa được Napoleon tổ chức sáng 14 tháng 8, nhiều thông tin quan trọng đã được chia sẻ về tình hình an toàn thông tin tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay. Tình hình an toàn thông tin tại Việt Nam 6 tháng đầu năm 2019. Theo ông Đỗ Việt Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Giám sát An ninh mạng, Ban cơ yếu Chính phủ, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia bị tấn công từ chối dịch vụ nhiều nhất trong quý 1 và quý 2 năm 2019. Không chỉ vậy, Việt Nam cũng đứng thứ 7 trong top 10 quốc gia có số lượng máy chủ botnet nhiều nhất quý 1 năm 2019. Đây là mạng máy tính bị nhiễm mã độc mà hacker có thể điều khiển từ xa nhằm thực hiện các cuộc tấn công. Ông Đỗ Việt Thắng cho rằng, tình trạng lỗ hổng an toàn thông tin không được vá và cập nhật thường xuyên là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này. Bên cạnh đó, việc người Việt vẫn có thói quen xài phần mềm crack, không bản quyền đã tạo điều kiện cho sự phát tán và lây nhiễm của các loại mã độc. Việt Nam hiện xếp thứ 4 thế giới về phát tán thư giác. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng là quốc gia hứng chịu nhiều các cuộc tấn công thông qua emails, chiếm 5,09% số vụ tấn công bằng hình thức này trên thế giới. Vị đại diện của ban cơ yếu chính phủ cho rằng, các mã độc lây lan qua thư điện tử là phương thức chủ yếu mà các hacker sử dụng để tấn công vào các hệ thống thông tin Việt Nam. Thống kê của ban cơ yếu chính phủ cho thấy, chỉ trong ngày 29 tháng 7 vừa qua, đơn vị này ghi nhận tới hơn 42.000 lượt tấn công mã độc được thực hiện thông qua con đường này. Theo ông Kenzo Masamoto, giám đốc trung tâm nghiên cứu bảo mật Magnica Networks, đồng thời là chuyên gia tư vấn bảo mật cho chính phủ Nhật Bản, số vụ email lừa đảo nhằm cài cắm mã độc đang gia tăng một cách chóng mặt. Cùng chung quan điểm này, ông Đỗ Việt Thắng, phó giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và giám sát an ninh mạng cho rằng, ở Việt Nam việc giả mạo email cực kỳ dễ. Người Việt thường có tâm lý tuân thủ mệnh lệnh cấp trên, do vậy, những email giả danh từ cấp trên khiến người dùng dễ mất sự cảnh giác và hay bị đánh lừa. Thông thường, mỗi người sẽ sở hữu khoảng hai địa chỉ email, một cho cá nhân và một cho công việc. Theo ông Đỗ Việt Thắng, tại Việt Nam email cá nhân thường an toàn hơn email công việc điều này ngược hoàn toàn so với xu thế chung của thế giới bên cạnh việc lừa đảo email người việt cũng dễ bị lây nhiễm mã độc qua đường usb ghi nhận của ban cơ yếu chính phủ cho thấy đã có nhiều mã độc có chủ đích được viết để nhắm vào từng cơ quan một hiện đã có usb chuyên về bảo mật tuy nhiên do cơ chế phức tạp và kém tiện dụng người dùng thường chủ quan và ít sử dụng loại thiết bị này đây chính là các lỗi nhận thức dẫn tới khủng hoảng về an toàn thông tin của người việt